Cả nhà ơi, bài hát này Phong Huy viết để viết tặng cho mọi người trong dịp dịch này, để chúng ta hãy cố gắng mạnh mẽ để chiến thắng Covid nha. Yeah. Hey hey hey, cùng chia sẻ tinh thần quyết thắng đâu ạ. Yeah. Năm nay dịch biết sống sao đây, tiền thì cứ mỗi lúc vơi dần, công việc làm giờ đây chẳng có, thất nghiệp rồi biết phải làm sao. Thương cho đàn em bé thơ ngây, dịch bùng phát chẳng thể đến trường, thương những người chiến sĩ áo trắng xa gia đình chống dịch vì nhân dân. Cứ mỗi ngày đài báo đưa tin vài chục ca dương tính tăng dần, mà lòng mình chợt như đau thắt, biết bao giờ mới đẩy lùi Covid. Cứu cho người buôn bán kinh doanh, dịch nên đóng hết cửa hàng, thương những người làm công vất vả không việc làm biết phải làm sao. Cách ly rồi biết sống sao đây, thùng mì tôm trong đói qua ngày, mong mọi người chung tay góp sức để đẩy lùi trong dịch Covid. Đoàn kết lên, một niềm tin ta sẽ thắng dịch, để trở lại cuộc sống êm mơ, chúc mọi người sức khỏe bình an. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hãy đoàn kết lên, chúng ta có một niềm tin sẽ làm được, đúng không? Để trở lại cuộc sống yên bình, ấm no, chúc mọi người được sức khỏe, may mắn, bình an. Yeah. Thương cho người buôn bán kinh doanh, vì dịch nên đóng hết cửa hàng, thương những người làm công vất vả không việc làm biết phải làm sao. Rồi biết sống sao đây, thùng mì tôm trông đói qua ngày, mong mọi người chung tay góp sức để đẩy lùi trong dịch Covid. Hãy đoàn kết lên, một niềm tin ta sẽ thắng dịch, để trở lại cuộc sống êm mơ, chúc mọi người sức khỏe bình an. Trở lại cuộc sống em ơi, chúc mọi người sức khỏe bình an. Yeah. Cảm ơn đại gia đình rất là nhiều. Một ca khúc trong dịp dịch này để chúng ta có thể mà động viên tất cả đại gia đình chúng ta nha. Cảm ơn người rất là nhiều. Viết để viết tặng cho mọi người trong dịp dịch này, để chúng ta hãy cố gắng mạnh mẽ để chiến thắng Covid.